QCI-T3 các bạn. Thì cái tai nghe này ngoài cái tính năng chỉnh volume trên tai á, thì nó cũng không có nhiều điểm đặc biệt để mà review đó các bạn. Thì mình sẽ kết thúc video clip này ở đây. Do là mình mua nó xài cũng cần cỡ năm rồi các bạn, thì sau một năm thì ngoại hình nó như này đây đó. Thì bên ngoài nó cũng có những cái vết sờn nhưng mà không có trầy xước nhiều nha các bạn. Thì cái thiết kế này mình thấy khá là hay, nó có cái đèn ở đây nè các bạn, hai cái đèn mà mình nhìn vô là mình biết nó đang sạc hay là sạc xong rồi. Thì cái này nè các bạn, sạc xong rồi thì nó sẽ tối đi đó. Còn nếu mà sạc tiếp á, thì nó sẽ có cái đèn đỏ kiểu này các bạn đó, hai cái đèn đỏ này nhìn khá là gì? Nhìn cũng sáng tạo lắm các bạn. Ừ, do cái phần này là nhựa nhựa trong các bạn, cái phần trên này nó là nhựa trong. Thì cũng đi một số sơ sơ về cái thông số kỹ thuật của nó nha các bạn. Nó có viên pin dung lượng 500 mAh, thì cái này á nó sạc được cỡ chừng 3 lần cho hai cái tai nghe này các bạn. Và cái tai nghe này á, thì mình nghe nhạc xuyên suốt thì được cỡ chừng 5 tiếng các bạn đó. Thì nhà sản xuất công bố từ 5 đến 6 tiếng thì cũng ok rồi. Thì nó chỉ vậy thôi các bạn, và Bluetooth kết nối là 5.0 thôi. Ngoài ra nó không có những cái codec khác kiểu như là aptX hay gì các bạn, nó bình thường lắm. Nhưng mà cái tai nghe này đặc biệt, nó có cái thiết kế eTip đặc biệt lắm các bạn. Nó là semi-in-ear, tức là các bạn để vô tai nó không có bị kín như kiểu in-ear các bạn. Thì những cái eTip của in-ear nó sẽ như thế này, nó sẽ kín như thế này, các bạn nhét vô nó rất là bí cái tai của mình. Còn cái này á, nó sẽ nằm nửa vời thôi các bạn, nó kiểu như là những cái tai nghe của Galaxy Note vậy các bạn, Samsung Galaxy á. Thì cái tai nghe của nó cũng nằm nằm ở ngoài thôi, nó không có nhét sâu vào bên trong. Thì những bạn nào mà không thích in-ear á, thì cái loại eTip này nó rất là phù hợp các bạn. Thì con này á, nó đẩy mạnh vào cái phần đàm thoại thôi các bạn. Các bạn dùng con này để mà nghe điện thoại thì rất là ok luôn. Nó có tới ba cái mic luôn các bạn, một cái ở đây, một cái ở trên này và một cái ở đây đó, nên là nó đàm thoại rất là ok luôn. Còn về nghe nhạc á, thì do nó không có cái những cái codec cao cấp nên là nó nghe nhạc bình thường đó các bạn. Nhưng mà tiếng bass của nó thì mình đánh giá rất là ok nha. Còn rep với mid thì nó cũng bình thường thôi, rep thậm chí là nó hơi bị quá các bạn, nó hơi bị chói đó. Thì con này các bạn nghe EDM đồ cũng ok, nhưng mà mình hay dùng nó để mà nghe sách các bạn, nghe sách nói thì mình thấy rất là ok luôn, pin rất là trâu rồi. Và cái thiết kế kiểu này của nó là các bạn, thì các bạn để vô á, là các bạn không có sợ nó bị lỏng ra nè, mình lắc luôn nó cũng không có lỏng ra, nó không có rớt ra như là những cái tai nghe khác các bạn. Thì những cái tai nghe khác bỏ vô kén á, nhiều khi những cái tai nghe mà dạng giá rẻ cỡ chừng dưới 500 ngàn kiểu này các bạn, nó hay bị lỏng cái chân tiếp xúc ở đây các bạn, thấy chân tiếp xúc này, nhiều khi là các bạn bỏ vô kén mà nó không có sạc đó. Thì cái con này nó không có bị như vậy, nó lúc nào cũng sạc rất là ok luôn. Và khi nó sạc nè, nó có hai cái đèn này, do cái phần này là nhựa trong nha các bạn, nên là các bạn sẽ thấy hai cái đèn này. Và nó sạc xong thì cái đèn này chuyển sang màu trắng nha các bạn. Rồi thì chỉ vậy thôi. Ngoài ra thì chỉnh volume trên tai cũng khá là tiện đó. Thì đó là cái review ngắn của mình dành cho con QCI T3 này các bạn. Thì nó sẽ phù hợp với bạn nào dùng để đàm thoại hoặc là nghe sách nói thôi, chứ còn nghe nhạc mà nghe nhạc kiểu đồng quê được, hay là này nghe nhạc thính phòng được, thì con này không hợp với các bạn nghe EDM được thì được, tiếng bass của nó cũng khá là ok. Ngoài ra thì họ cũng tặng ba cái eTip nữa các bạn, nhưng mà mình để thất lạc đóng tiêu rồi. Thì ba cái eTip đó, một cái dạng eTip kiểu bình thường giống như này, giống như này đó, thì các bạn sẽ tháo ra gắn vô nếu mà các bạn không thích kiểu cái eTip loại này đó. Nó sẽ có cái chân này cũng tròn các bạn, các bạn xài những cái eTip bình thường vẫn được luôn. Thì nó sẽ xài cái eTip bình thường thì nó sẽ gắn chặt hơn các bạn. Còn cái eTip này á, thì khi mà các bạn vận động mạnh á, nó sẽ bị rơi ra nha, nhưng mà đổi lại á, thì nó sẽ thoải mái, nó không có bị giữ cái hơi, hấp cái hơi trong cái tay mình các bạn, nó khó chịu rồi. Thì
mình sẽ kết thúc video này ở đây. Đó là cái review ngắn gọn của mình cho cái con QCI T3 này. Mọi cái thông tin về cái tai nghe này mình sẽ để bên dưới phần mô tả nha các bạn, cũng như là cái link mua giá tốt cho cái tai này hiện tại. Thì các bạn tranh thủ đợt khuyến mãi ngày 4 tháng 4 này, các bạn mua con này là giá rất tốt nha các bạn. Rồi thì ngoài ra thì mình cũng review nhiều cái tai nghe khác của QCI hay là Heilu, thì các bạn vào kênh để xem nha các bạn. Mình có một cái playlist chuyên về review tai nghe True Wireless dạng này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video clip khác thì hãy subscribe để xem thêm nha các bạn. Xin chào. Bạn dễ nhìn. Đó. Đó. Trong volume này các bạn. Giảm xuống nè.